Từ tối ngày hôm qua ngày 21 tháng 9, đoạn camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe máy bị nhóm người đi xe bán tải trộm đã trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của người xem sau khi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 10 tối ngày 20 tháng 9 vừa qua, một chiếc xe bán tải màu trắng đang lưu thông trên đường thuộc địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh thì dừng lại trước một cửa hàng. Một người đàn ông mặc áo trùng kín mít bước xuống, từ từ tiếp cận chiếc xe để trước cửa hàng này rồi dắt về phía xe bán tải. Hai, ba người ngồi trên xe sau đó cũng đã xuống hỗ trợ người đàn ông này đưa xe lên xe bán tải rồi rời đi. Mức độ đầu tư của nhóm người trộm xe này khiến dân mạng không khỏi bất ngờ, liên tục đưa ra nhiều bình luận. Nhóm người đi xe bán tải trộm xe. Nguồn, ối. Được biết, chủ nhân của chiếc xe này là anh Mai Tiến Lộc, 24 tuổi, Bắc Ninh. Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, anh Lộc cho biết hôm đó anh để xe trước cửa hàng rồi vào ăn tối, do chủ quan nên anh không khóa cổ xe. Đoạn clip trên được ông Nguyễn Ngọc Hoàng, chú của anh Lộc, chia sẻ lên mạng xã hội. Lúc đó tầm hơn 9 giờ thì quá ăn vẫn còn đông, trước giờ khu này chưa có mất trộm nên bất cẩn. Chúng tôi đã báo công an nhưng chưa tìm được gì, chúng dùng biển số giả, ông Hoàng trả lời trên Thanh Niên.